Phía Nam xin kính chào quý vị khán giả của Lido Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị đã chọn xem và trở lại với chương trình Văn hóa và Con người hàng tuần do Phía Nam phụ trách. Tuần lễ trước thì quý vị đã cùng với Phía Nam đón tiếp nữ nghệ sĩ nhạc dân tộc cô Kim Uyên đến từ Toronto. Và thưa quý vị, qua cái câu chuyện mà chúng ta nói về nhạc dân tộc thì cái tuần lễ kỳ này thì Phía Nam lại may mắn mời được giáo sư Nguyễn Châu là người sáng lập viên và hiện là giám đốc nghệ thuật của Đoàn Văn nghệ Dân tộc Lạc Hồng. Và thưa quý vị, như quý vị đã thấy gần thời gian gần đây thì Lido Sài Gòn cũng đã có phổ biến cho quý vị chương trình trình diễn nhạc dân tộc của Đoàn Văn nghệ Lạc Hồng Đại hội lần thứ 5 tại California. Và vì vậy mà hôm nay Phía Nam mời quý vị theo dõi cái câu chuyện để biết được người sáng lập là giáo sư Nguyễn Châu đã làm gì và cái sự hoạt động của Đoàn Văn nghệ Lạc Hồng như thế nào. Thì trước hết thì Phía Nam sẽ xin giới thiệu qua về giáo sư Nguyễn Châu. Theo như mà cái cuốn sách trên tay Phía Nam thì Phía Nam xin được tóm lược cho quý vị biết là giáo sư Nguyễn Châu là một trong những sáng lập viên và hiện là giám đốc nghệ thuật của Đoàn Văn nghệ Dân tộc Lạc Hồng. Giáo sư học nhạc từ năm 10 tuổi tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn trong ngành nhạc dân tộc, và ông đã theo học với nhiều vị danh cầm nổi tiếng trong thập niên 60 trong các bộ môn nhạc cụ cổ truyền đàn nhị, đàn nguyệt, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn bầu. Ngoài các nhạc cụ truyền thống thì giáo sư còn học các bộ môn Tây phương và hòa âm phối khí. Sau khi tốt nghiệp các bộ môn nhạc cụ và hòa âm thì giáo sư được ban giám đốc trường mời lại để phụ giảng dạy bộ môn nhạc cụ truyền thống. Lúc đấy thì ông chỉ mới 17 tuổi thôi. Thời gian này thì giáo sư cũng theo học trường Đại học Lục Khoa, và sau khi tốt nghiệp thì ông tiếp tục thi vào bậc cao học tại Viện Quốc gia Hành chánh Sài Gòn với mộng ước trở thành một nhạc sĩ và cũng là một công chức cao cấp của nhà nước. Trong thời gian dạy tại Trường Quốc gia Âm nhạc thì giáo sư cũng còn tham dự rất nhiều tổ chức âm nhạc trong nước cũng như được cử tham gia trong các đoàn văn nghệ đại diện Việt Nam để trình diễn trong các đại hội văn nghệ truyền thống trên thế giới. Thưa quý vị, ngoài khả năng sử dụng và biên soạn giảng dạy nhiều nhạc cụ Việt Nam thì giáo sư còn chuyên soạn hòa âm, phối khí và dàn dựng các hình thức trình diễn nhạc dân tộc, bao gồm cả hình thức mới là hòa tấu và hợp xướng. Giáo sư Nguyễn Châu đã đến Hoa Kỳ năm 1987. Và thưa quý vị, giáo sư Nguyễn Châu sẽ tiếp tục và đang làm gì? Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện hôm nay của chúng tôi. Phía Nam trước hết là cảm ơn giáo sư Nguyễn Châu đã đến với chương trình Văn hóa và Con người tuần này để giới thiệu về hoạt động của giáo sư và Đoàn Văn nghệ Lạc Hồng. Dạ, mến chào chị Phiến Đan và xin kính chào quý vị khán thính giả của đài Lý Đoàn Sài Gòn TV. Vâng. Dạ. Thưa giáo sư có thể qua cái tiểu sử của giáo sư thì Việt Nam thấy là giáo sư học rất là nhiều môn từ chính trị nè, tại quốc gia hành chánh là thưa quý vị ở trong đó thì chỉ có học chính trị và học cách lãnh đạo leadership, và giáo sư lại học luật này, học luôn cả âm nhạc. Vậy thì trong tất cả các môn học thì cái môn học nào nó làm cho giáo sư cảm thấy sự sống của chính mình? Thưa chị, đó là một câu hỏi rất là hay, mà câu hỏi nó làm day dứt cho tôi vào cái thời niên thiếu. Thật sự mà khi tôi bắt đầu học âm nhạc đó, thì tôi cha mẹ lại kêu học những cái đàn cổ truyền, mà cái thập niên 60 á thì cái đàn cổ truyền nó không được thông dụng. Tất cả các bạn bè tôi đều đi học về guitar, piano, violon, thổi kèn vân vân, hay đi hát tân nhạc, mà tôi đi học đờn cò. Học đờn cò, cứ ra đường gặp bên đờn cò thì ta nói thằng này để đi đàn đám ma, mà nhỏ mà biết đàn đám ma. Thành ra cái đó nó làm cho mình ra rứt. Nhưng thành ra tôi nói chứ, rồi tôi nhìn lại tất cả các vị của thầy dạy bên tôi á, thì các thầy mà dạy cái bộ môn nhạc Tây phương giống như là piano hay violon thì thầy nào cũng rất là lịch sự, ăn mặc rất là đẹp, mà các thầy của mình là nghèo. Thì tôi nghĩ bây giờ đến một ngày nào đó mà tôi có đàn hay như thầy tôi thì tôi cũng giống như thầy tôi thôi. Thành ra cái thôi thúc đó nó bắt tôi phải đi học thêm văn hóa để mà mình
làm sao mình cũng có một cái cuộc đời nó tương đối hơn, rồi sau đó mình dùng cái đó để mình giúp lại cho cái ngành của mình. Thì đó là một cái ray rất được. Một cái đó là khi học ở trường nhạc thì tôi cũng đi như những học sinh khác, phải đi học ở những cái trường trung học và đại học vân vân, và học nhạc thì tự nhiên nó đến với mình một cách tình cờ, làm như là nó cũng dễ dàng đối với tôi á. Dạ, tôi thấy không có cái gì nặng nề hết á. Rồi khi mà nhưng mà càng ngày càng lớn, mà khi mà tôi ra trường và được trường cử đi đàn, đi trình diễn rồi dạy lại trường á, thì dần dần tôi mới thấy yêu. Tôi nói ủa, âm nhạc mình rất là hay, âm nhạc mình rất là nó có những cái điểm mà rất là xúc động, mà tại sao cái người Việt Nam mình nhiều khi buồn quá không ai để ý hết á. Tôi hỏi chứ biết cái đàn này là đàn gì không? Nhiều người nhìn cái đàn tranh không biết cái tên đàn tranh, nhưng mà hãy chỉ cái đàn guitar là biết tên đàn guitar liền, chỉ cái đàn violon biết tên đàn violon, hoặc tôi đưa một cây đàn kìm hỏi cái đàn này tên gì, ngay cả chính người Việt Nam là cái đàn của mình là cái đàn kìm mà cũng không ai biết đàn kìm, và chữ kìm nó là cái gì cũng không hiểu nữa. Thật ra tôi thấy tôi rất buồn. Thì trong khi đó mình ráng cố gắng, chính vì thế mà tôi ráng cố gắng, tôi càng cố gắng học thêm về văn hóa, càng cố gắng về nghiên cứu, và càng cố gắng học thêm về nhạc Tây Phương, để từ đó mình tìm một cách nào giống như cô Kim Nguyên tuần rồi đã nói với chị đó, để mình càng ngày mình phát triển cái bộ môn mình lên cho nó xứng tầm. Chứ còn nếu như thế này thì buồn quá. Thành ra chính vì thế khi mà đến cái thế hệ chúng tôi học của tất cả các thầy á, là thường thường là truyền khẩu hoặc là viết những cái chữ hò từ xa có một cách đơn giản, thì nhờ cái thế hệ của chúng tôi học ở trong trụ giam nhạc đại học, được học solfège của Tây Phương, đồ re mi fa sol la si đố, biết ký âm, biết hòa âm, biết này kia, thì tôi ký âm lại. Và chính nhờ những cái ký âm lại thêm những cái dấu nó có tính cách Việt Nam, mà khi mà tôi mang qua đây á, tôi dạy lại học trò tôi rất là dễ. Các em ở đây thường thường là rất là có năng khiếu, nhưng mà nếu mà mình giảng dạy một cái cách mà như hồi xưa tôi học với các thầy á, là truyền khẩu, thì các em đâu có thời giờ. Chính vì vậy mà nếu mình có bài bản mình ghi chẳng sẵn sàng thì các em học rất là lẹ. Thưa quý vị nghe giáo sư Châu nói qua là tại sao ông đến và gần gũi với nhạc dân tộc, và cái sự gần gũi đó đã tạo nên cái điều gì trong cái sự suy nghĩ của một người đàn ông sống trong cái thời buổi chiến tranh loạn lạc, học quốc gia hành chánh, học luật, để giờ đây thì ông lại là một nghệ sĩ của nhạc dân tộc. Vậy thì giáo sư Châu có thể cho biết là học quốc gia hành chánh là mình phải đòi hỏi mình là một con người phải thấu đáo tình và cảnh, phải nói sự thật, là một người cán sự, cán sự hành chính của nhà nước, thì cái sự suy nghĩ nó đòi hỏi mình là người rất thực tế, mà đi với âm nhạc thì nó trở thành một người lãng mạn. Vậy giáo sư có bị xáo trộn khi mà mình bị thay đổi từ cái ước vọng là trở thành một người cán sự chính quyền, rồi bây giờ mình trở thành một cái ước mơ không đạt, thì cái sự suy nghĩ của giáo sư như thế nào? Dạ thưa, đó là cái câu mà chị hỏi rất là hay. Tại vì người ta nói thế mà mình học âm nhạc á, là nó thiên về tình cảm nhiều, nhưng mà khi tôi học luật, nhất là tôi học về ban kinh tế, học quốc gia hành chánh, ban cao học là về tài chánh, thì cái đó nó thiên về vấn đề chính trị, nó thiên về vấn đề lý luận. Thì giữa một cái tình cảm với lý luận nó có đụng chạm với nhau hay không? Tôi xin thưa, cũng có đôi lúc đụng chạm, nhưng nó cũng có những cái bổ sung nhau. Nếu không nhờ được học cái học vị ở bên đại học thì tôi không thể nào có cái khả năng về sinh ngữ ha, về để mà mình nghiên cứu, để mà mình đọc thêm các sách. Nhờ cái đó thì mình cũng có cái phương tiện hơn các vị thầy của mình hồi xưa, tức là các thầy mình chỉ biết đàn thôi. Bây giờ mình có thể mình đọc sách, mình nghiên cứu được những cái sách Tây Phương để mà mình bổ sung cho mình. Chứ còn thật ra ta nói anh học nhạc thì anh phải lãng mạn chứ, rồi anh học qua anh kia thì anh cứ nhắc là anh làm gì. Nhưng mà sau đó tôi mới rút kinh nghiệm, mình học để mình trở thành, không phải trở thành một nhạc sĩ, không phải trở thành một người trình diễn, nhưng tôi học nhạc ra tôi muốn, tại vì tôi là lúc đó là người thầy rồi, mình là một vị thầy, một vị giáo sư, thì mình phải có biết lý luận, phải biết viết lách, phải biết soạn bài, phải biết sáng tác, phải biết hòa âm để cho học trò. Thì tôi nghĩ cái điều đó nó cũng bổ sung cho mình.
Vâng, thưa quý vị, Phiên An xin tạm ngừng trong giây lát để giới thiệu vài cơ sở thương mại hỗ trợ cho đài, và ta trở lại câu chuyện với giáo sư Nguyễn Châu. Cảm ơn quý vị.